Ôi, 600k mà gì chả khác gì Galaxy Watch 4 Classic của Samsung anh em ạ. Hợp lý không? À, con này tên đầy đủ của nó là Blissgroup WHL2. Đấy, tên đầy đủ và cái máy của nó ở trên Banggood mình mua là như vậy. À, con này chỉ có giá là 600k thôi. Và mình cũng đã sử dụng nó kiểu đâu đó được hơn một tuần rồi ấy. Thì thôi, đi vào video để mình chia sẻ hơn cho anh em biết được là 600k con này có gì ngon và nó đáng mua ở những gì nha. Let's go. Ok, cái đầu tiên mà thực sự khiến cho mình muốn mua em này á, đó chính là về cái phần thiết kế của nó rồi. Và cái thiết kế của nó, anh em nhìn thoáng qua thì anh em cũng sẽ thấy là cái kiểu classic của con này này. Nó giống với những con kiểu Galaxy Watch 3 hay là Watch 4 Classic của Samsung vừa mới ra đúng không? Và cái kiểu ngoại hình classic này thì nó cũng rất là nam tính và mạnh mẽ nữa. À, còn về chất liệu thì tất nhiên trong tầm giá 600k, điểm cộng mà mình thấy con này cực kỳ ngon đó chính là thân đồng hồ thì được làm hoàn toàn bằng kim loại hẳn hoi nha. Cầm không thôi á, mình cũng đã cảm nhận được cái độ nặng của nó rồi. Có thể nói là chất lượng anh em ạ. Phần build cực kỳ ok. Còn phía trên mặt đồng hồ á, thì nó được in thêm số giờ này kia thì nhìn cũng đẹp phết. Mặt dưới thì tất nhiên là cũng chỉ làm bằng nhựa thôi. Và đây cũng là cái nơi đặt chứa cảm biến như là đo nhịp tim này, đo oxy trong máu này kia nè. Nói chung vậy là về cái tổng thể ngoại hình của em này á, thì nó đúng cái chuẩn mà mình đang muốn đeo. Đó chính là cái kiểu classic watch đó, đeo cực kỳ là nam tính luôn. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái điểm trừ mà mình thấy được ở cái phần thiết kế của em này. Chẳng hạn như là ở phần nút bấm này đi, cảm giác là nó cứ hơi lỏng lẻo á. Mình sợ là nếu va chạm mạnh trực tiếp vào cái nút này á, thì mình nghĩ là nó sẽ rất dễ bị hỏng. Cho nên anh em mà dùng á, thì giữ kỹ nha. Thứ hai là bề mặt cảm biến. Lớp phủ này á, thì thật ra là mình thường có thói quen là đặt úp cái mặt cảm biến này xuống ở trên mặt bàn của đồng hồ á. Đó, cái lớp phủ này thì mình để sơ sơ thôi thì mình cũng đã thấy là nó khá là dễ chày rồi. Mình đặt lên mặt bàn như này thôi. Đấy, anh em thấy không? Chày quá trời luôn. Và mình cũng sợ là nếu nó chày nhiều như vậy thì theo thời gian á, mình sẽ nghĩ là cái chất lượng cảm biến của nó khi đo á, nó sẽ giảm đi một cách khá là đáng kể. Và điểm thứ ba đó chính là phần dây. Mặc dù mình rất là thích cái màu dây này và đó cũng là lý do mà mình mua con này luôn. Rất thích cái màu này, nhưng mà cái chất liệu dây đeo của nó thì hơi không được thoải mái lắm anh em ạ. Nó hơi cứng ở cái mép dây và cái vòng cài cố định như thế này nè. Đấy, cảm giác kiểu nó không được bo mềm á, cho nên tay mình thường xuyên bị tì hoặc là quẹt vào những cái điểm như thế này thì mình cảm thấy khá là đau. Nên là dùng tầm 2 đến 3 ngày ở trên em này á, là mình đã phải đi thay một cái dây mới rồi. Chứ thật sự mà đeo cái dây này á, hôm nay mình đeo rồi bởi vì mình quay cho anh em thấy là cái bản original nó như thế nào thôi. Chứ thực tế ra mình dùng á, thì mình sẽ thay một cái dây khác nó sẽ dễ chịu hơn khá là nhiều. Nhưng mà vẫn phải công nhận là cái dây, cái màu này nó đẹp quá anh em ạ. Rồi, để với điểm thứ hai là về những cái điểm mà mình khá là thích ở con này, đó chính là về mặt tính năng. Thì cái tính năng đầu tiên mà mình cảm thấy thích nhất là con này có hỗ trợ kháng nước tiêu chuẩn IP67 luôn. Anh em dùng á, nó sẽ an tâm hết rất là nhiều. Đó, đi mưa, đổ nước này kia thì vẫn không sao. Tất nhiên là mình không khuyên anh em mà lạm dụng cái này nha. Bởi vì chắc chắn là anh em mang đi biển hay là mang đi hồ bơi ấy, có những hợp chất ấy, nó làm ảnh hưởng tới đồng hồ khá là nhiều. Không sớm đi muộn nó cũng chết sủ bọt mép thôi. Còn về những cái tính năng cơ bản khác của một em smartwatch bây giờ thì tất nhiên là con này trong tầm giá 600k có đo SpO2 này. Đấy, đó là nhịp tim, đo giấc ngủ rồi các chế độ tập luyện này kia nữa. Nhưng mà về cái khả năng đo nhịp tim á, cũng như là SpO2 á, thì mình thấy là nó nằm ở mức chính xác đâu đó 70% thôi. Còn đối với đo giấc ngủ thì nó đo cũng khá là chính xác cao đấy. Đấy, mình ngủ thực tế là gần 4 tiếng rưỡi nhưng mà nó báo mình là 4 tiếng 08 phút. Tức là cũng có một cái chút sự chênh lệch nhẹ nhẹ ở những cái thông số mà mình đo được trên hôm nay. Và cũng đâu thể đòi hỏi được một cái điện im hình là một cái smartwatch 600k anh em phải đòi là cảm biến xịn rồi đo chính xác đâu đúng không? Mục đích về mua con này là vì ngoại hình cũng như là về cái việc mà nó có thể nhận được thông báo cuộc gọi các kiểu nữa. Và để nhận được những cái thông báo đó thì tất nhiên là em này sẽ phải kết nối sang một cái app ở trên smartphone có tên là Fit Cloud Pro. Trong này thì anh em tất nhiên là cũng có thể tùy chỉnh được khá khá những cái thứ như là từ những thông báo như mình đã nói này, đưa tay lên để hiện màn hình vân vân, rồi cài hình nền các kiểu. Đó, nhưng mà nói về cái một hình nền nhé thì mình thấy là mình chưa thích lắm vì nó chỉ toàn là mặt đồng hồ kim thôi, nó không có mặt đồng hồ số. Và nếu như mình muốn setup mặt đồng hồ số thì nó thực sự là không nhiều form, cho nên mình cảm giác là mình không thích lắm. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái kiểu classic như thế này thì làm mặt đồng hồ kim như thế này thì mình thấy cũng khá là ok. Rồi, tiếp theo đó chính là về khả năng kết nối của em này. Thì nói về khả năng kết nối thì em này sẽ kết nối được với cả Android và iOS và dùng hoàn toàn là ngon lành luôn. Bên cạnh đó thì con này cũng đang dùng đó chính là chuẩn Bluetooth 5.0, tương thích và kết nối là cực kỳ ổn định nhé. Xuyên suốt quá trình mà mình dùng em này á, đồng hồ này kết nối với smartphone của mình thì gần như là mình đều nhận được thông báo một cách đều đều, không bị rớt bất kỳ kết nối khi mình sử dụng hay gì cả. Nói chung rất là ngon ở cái phần kết nối này, cho nên quá trình sử dụng thì mình cảm thấy là rất là hài lòng với nó anh em ạ. Rồi, đến với cái điểm tiếp theo đó chính là về cái phần màn hình của em này.
Thì màn hình con này đơn giản là nó chỉ đang sử dụng màn hình TFT thôi. 600K thì em cũng không thể nào đòi hỏi một cái màn hình xịn sò được. Nhưng mà cái chất lượng hiển thị của nó thì mình thấy nằm là cũng ở mức khá ổn cho cái tầm giá này nha. Được cái là độ sáng cao này, nên nhìn ngoài trời vẫn rất là thoải mái. Nên là anh em cứ yên tâm đeo con này ở ngoài trời sử dụng cực kỳ là ngon lành luôn. Và cuối cùng đó chính là pin. Là một cái điểm mà mình cảm thấy cực kỳ thích ở em này. Trung bình mình sử dụng con này á, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tuần, hơn 2 tuần. Hoặc là nếu mà dùng nhiều thì ít nhất là mình cũng được gần 2 tuần với việc mình bật full chức năng đo nhịp tim liên tục các kiểu, thông báo cuộc gọi, mắc độ sáng các kiểu luôn. Thì con này trên dưới 14 ngày là mình đã phải sạc một lần rồi. Ok, tổng kết lại 600K cho em smartwatch Blipgood HL2 thì mình thấy là điểm mạnh nhất của nó là thiết kế cực kỳ classic, nhìn cực kỳ nam tính này. Đã vậy có kháng nước từ chuẩn IP68, rồi pin cực kỳ trâu, rồi hỗ trợ nhận thông báo các thứ mọi thứ đều ngon lành luôn. Thật sự 600K cho em này mình cảm thấy kiểu nó rất là xứng đáng ấy. Còn anh em có cảm thấy thích nó hay không? Để là vào lời phía dưới video nha. Mình cảm ơn quên nhấn like, share và subscribe cho kênh GZ. Mình là Cao Tổng, hẹn gặp lại anh em cho những video tiếp theo. Peace.